Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh hùng chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm hiệp. Quyển 13 chương 8 Tướng Mạnh, hồi 1. Linh Trí Thân là phương trượng, cũng là chủ nhân của nơi này, dù cho Linh Định thảm bại cũng phải bước ra nói vài câu. Chỉ nghe ông thở dài một tiếng, nói, thật hiếm có võ công của hách giáo đầu lại cao minh như vậy, có thể đánh lui thủ tọa La Hán Đường, thật là làm người bội phục vạn phần. Ông quay đầu nhìn đám người nộ thương nói, theo ước định 8 chiến thắng 2, Quý Sơn đã thắng được trận đầu, còn thỉnh vị anh hùng tiếp theo lên chỉ giáo, tăng tại đây xin đợi đại giá. Hơi hơi khom người, bộ dáng càng thấy bình thản. Thiếu Lâm đã thua trận đầu tiên, trận thứ hai chỉ cần lại thua, thắng bại sẽ được định đoạt rõ ràng. Đến lúc đó, dù võ công của Thiên Tuyệt Tăng có đạt tới đỉnh cao cũng sẽ không có ích gì. Mắt thấy nhất định phải thắng, nhưng trong lòng không hề khó chịu, ông chắp hai tay trước ngực đứng thẳng điềm tĩnh tâm bình khí hòa, không nghiến răng hận thù, cũng không kiêu căng sợ hãi, giống như bộ dáng thường ngày. Cao thủ nộ thương chứng kiến, trong lòng ngược lại kiên kỵ gấp bội. Vị phương trượng linh trí này tuổi chừng khoảng 50, cùng thế hệ với Ninh Bất Phàm và Lăng Chiêu, nhưng đã tiếp quản tông môn sớm hơn bọn họ hơn 10 năm. Lấy danh tiếng cao thủ Thiếu Lâm trong thiên hạ mà nói, Linh Trí có thể tiếp nhận đại vị phương trượng khi còn rất trẻ, đủ thấy ngộ tính kinh người. Một thân lãnh tụ võ lâm, có tầm nhìn xa và sâu rộng, có thể gọi là nhân vật số 1 trong võ lâm chính giáo. Chỉ là thứ nhất ông trời sinh tính khiêm tốn, không màng tranh đấu. Thứ hai trên đầu lại có Thiên Tuyệt Tăng đè nặng, cho nên mới không được xếp vào vị trí tứ đại tông sư. Những lão tướng như Thanh Y Tú Sĩ, Thạch Cương, Lục Cô Chiêm trong thâm tâm hiểu rõ, Thiếu Lâm 8 chiến nếu có thể thắng được, kỳ thật mấu chốt chỉ ở trận chiến thứ hai, võ công của Thiên Tuyệt Tăng đã ở cảnh giới nhập hóa, kinh nghiệm lâm địch phong phú vô cùng. Lúc này Tần Trọng Hải tuy đã luyện thành tuyệt thế thần công, nhưng xét về độ thành thục và tinh vi trong võ học, vẫn còn cách Thiên Tuyệt Tăng khá xa, hai bên nếu muốn cứng đối cứng, có lẽ sẽ có rất ít cơ hội chiến thắng. Nếu như nộ thương lấy các lão tướng Thạch Cương, Lục Cô Chiêm, Thanh Y Tú Sĩ ra trận, cục diện cũng không thấy đến có lợi, trừ khi Phương Tử Kính đến, nếu không trận thứ ba thậm chí còn không cần đánh. Khó khăn lắm Hách Chấn Tương liều mạng mới hạ gục đối thủ, chiến thắng trận đầu quá gian nan, quần hào càng không dám tùy tiện tự thỉnh ra trận. Hủy hoại thanh danh bản thân, liên lụy tiền đồ sơn trải, chậm trễ đại sự tính mạng của Tần Trọng Hải. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói một lời. Sau một lúc lâu, quần hùng vẫn không một người tiến lên xin ra trận. Tần Trọng Hải cười lớn nói, hay cho Thiếu Lâm phương trượng, lại hù dọa huynh đệ chúng ta, trận này để ta đi. Lập tức nhấc cương đao, đi ra giữa sân đấu. Muốn lấy tuyệt kỹ hỏa tham cửu liên trảm, khai thiên đại hỏa luân cạnh tranh với phương trượng. Tần Trọng Hải đang muốn chiến đấu, chợt nghe một người lạnh lùng nói, khoan hãy động thủ. Mọi người nghe được thanh âm, vội vàng nhìn về phía người kia, thấy người vừa nói có bộ râu dài đến ngực, khí vũ hiên ngang, đúng là Giang Đông Phàm ảnh Lục Cô Chiêm. Tần Trọng Hải cười nói, hóa ra là Lục gia, người chính là ngứa tay muốn đánh người sao. Lục Cô Chiêm lắc đầu nói, Linh Trí võ công sâu không lường được, thanh danh giang hồ lại vang, tướng quân chớ nên tùy tiện lên đài. Tần Trọng Hải khẽ nhún vai, chuyển qua Thanh Y Tú Sĩ, nói, Tần mỗ nếu cùng phương trượng giao đấu, Phượng lão gia cho rằng thắng bại như thế nào? Thanh Y Tú Sĩ trầm ngâm một lát, nói, Linh Trí phương trượng thành danh nhiều năm, 10 năm qua võ công càng là tiến bộ vượt bậc, chốc lát ra tay, uy lực tuyệt không thua kém Lăng Chiêu. Tần Trọng Hải cười nói, cho dù hắn mạnh hơn Ninh Bất Phàm, lão tử nhiều nhất là bị người ta làm thịt, lại có cái gì khó xử. Thanh Y Tú Sĩ lắc đầu nói, tướng quân đừng nhụt chí. Kết quả thắng thua là không thể đoán trước, tướng quân nếu muốn kiên trì chiến đấu, không bằng ta đưa ra một chiến lược, y theo đó mà làm, đối phó địch nhân dễ như trở bàn tay. Tần Trọng Hải nghe xong lời này, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội nói, đối phó con lừa chọc dễ như trở bàn tay. Nghe hay đấy, nhanh lên nào. Lúc này, tất cả mọi người trong ngoài sân đều đang nhìn chăm chú, chờ đợi cao thủ nộ thương lên đài. Ai ngờ Thanh Y Tú Sĩ ở ngoài sân dõng dạc, tự xưng có cách hay tất thắng đánh bại Phương Trượng. Chúng tăng Thiếu Lâm nghe xong đều cảm thấy không vui. Chỉ là Thanh Y Tú Sĩ mưu trí, không chừng thực sự tìm được sơ hở võ công của Linh Trí, cũng không phải không có khả năng. Tần Trọng Hải nghe ông có kế sách khác, vội thúc giục nói, quân sư nếu có phương pháp kỳ diệu thủ thắng, cứ nói đi. Thanh Y Tú Sĩ ngẩng đầu nhìn nhìn phía chân trời, thấy mây đen giăng đầy, xem ra sau giờ ngọ sẽ mưa to. Ông mỉm cười với Lục Cô Chiêm, lại liếc nhìn Thạch Cương, sau đó lấy ra một lượng lớn tiền đồng từ trong tay, nói, thế gian võ học đều có sơ hở. Linh trí Phương Trượng khác với thủ tọa Linh Định, hắn từ nhỏ đã là thiên tài, động tác thoải mái, lâm địch bình tĩnh hiếm thấy. Ông ước lượng tiền đồng trên tay, cười nói, với một người như vậy, nếu tướng quân muốn đánh bại và giành chiến thắng, chỉ có. Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, đám người Cao Thiên Uy, Tống Công Mại môn tranh ngôi vị bá chủ với Thiếu Lâm, thần thái tất nhiên là chuyên chú. Hòa thượng Thiếu Lâm nghe nói võ công của Phương Trượng tất có sơ hở, càng sợ không dám nói một câu nửa chữ. Chỉ là mọi người nghe xong nửa ngày, cũng không thấy nói gì. Tần Trọng Hải nghe ông bỗng nhiên nghẹn lời, vội hỏi nói, chỉ có cái gì? Trong khung cảnh hoàn toàn im lặng, Thanh Y Tú Sĩ vung tay, rất nhiều tiền đồng bay lên không trung, quần hào nội thương và chúng tăng Thiếu Lâm đều ngẩng đầu lên nhìn xem. Mọi người đều không hiểu được dụng ý của Thanh Y Tú Sĩ, đều bày tỏ vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này, Thanh Y Tú Sĩ chậm rãi dậm hai chân, bay sang một bên, cười dài nói, chư vị bằng hữu, nếu muốn thắng đến Phương Trượng, chỉ có xuất kỳ bất ý, tấn công địch chưa chuẩn bị, mới có thể đoạt được tiên cơ. Xuất kỳ bất ý là thành ngữ mang nghĩa đánh bất ngờ hành động khi kẻ địch không đề phòng. Những đồng xu bay lên không trung, mọi người chỉ là không hiểu chút nào, bỗng nghe bên sân một người hét lên, Phương Trượng mau tránh ra. Giọng nói còn khá trẻ tuổi, đúng là Lư Vân. Mọi người càng thêm kinh ngạc, chưa hiểu gì, chợt thấy bên sân lóe lên một ánh đao, có thứ gì đó từ rất nhiều tiền đồng bay ra, vật thể mang theo ánh sáng lạnh lẽo, lao tới rất nhanh, là một thanh phi thiên đao tác, một dạng cây đao phóng. Linh Trí đang ngẩng đầu nhìn đồng tiền, đột nhiên đao tác lao đến, cách cổ họng chưa đầy nửa tấc, Linh Trí cả kinh, sắc mặt sầu thảm, lập tức vội vàng ngửa ra sau, cuối cùng cũng tránh được. Linh Trí mới né tránh, đao tác kia lại theo sát không bỏ, xoay mạnh, đâm thẳng về phía cổ họng. Lúc này Linh Trí khom người ngửa ra sau, mắt thấy chắn không thể chắn, tránh cũng không thể tránh, Linh Trí thân là Phương Trượng, lại không thể lấy chiêu thức chó ăn xê ướt cút né tránh ngay, trong thời khắc nguy cấp, hữu trưởng hư phách, một cổ vô hình trường lực đánh ra, để vật đó lệch đi nửa thước, tránh điểm trọng yếu ở cổ họng. Lúc này Linh Trí ngửa ra sau khom lưng, đầy đầu mồ hôi lạnh, chưa kịp vui mừng vì mình tránh được tử kiếp, bỗng nghe sau lưng một tiếng cười lạnh, một người lành lạnh nói, Linh Trí Phương Trượng, siêu độ cho chính mình đi. Linh Trí lúc này còn chưa đứng thẳng lên, hai mắt trợn lên, chỉ thấy trước mắt một đại hán cười lạnh giễu cợt, chính là khí trùng tái Bắc Thạch Cương tới. Thạch Cương im lặng bước lên đài, đã cướp được nửa thước sau lưng Linh Trí, nghe một tiếng hét lớn, vùng nắm đấm sắt thẳng về phía thái dương của Linh Trí, đã dùng tới sát chiêu mạnh nhất tàn nhẫn nhất, khi Linh Trí đang hoảng loạn, chưa kịp đứng thẳng lên, chân phải cử động một chút mới có thể di chuyển cơ thể tránh đi. Ai ngờ Thạch Cương sớm đã có chuẩn bị, tay trái hắn rung nhẹ, đao tác giống như một con rồng bay trên bầu trời, thẳng chém xuống bên hông Linh Trí. Thạch Cương vừa sát chiêu liên hoàn, từng bước ngoài dự đoán của mọi người, khi mọi người nhìn thấy bộ dạng của hắn thì liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra vừa rồi Thanh Y Tú Sĩ ném tiền đồng lên trời, dụng ý đánh lạc hướng tâm trí mọi người, bởi vì nội thương vẫn chưa quyết định ai sẽ xuất hiện. Thanh Y Tú Sĩ lại tự nói tất có cách chiến thắng, mọi người trong lòng tò mò, tự nhiên nhìn thăm dò xung quanh, liền trong một khắc thần diệu, phi tác 12 thước của sát kim truy hồn tới, về sau người đao hợp nhất, tận lực chém giết, dựa vào âm mưu của Thanh Y Tú Sĩ, trận chiến này lớn tiếng dọa người, xuất kỳ bất ý, chỉ sợ Phương Trượng thật sự sẽ chết dưới lưỡi đao của Thạch Cương. Tần Trọng Hải vừa mừng vừa sợ, âm thầm trầm trồ khen ngợi, quyền trong đao quyền, hóa ra Thạch Đại Thúc còn có đao quyền tuyệt kỹ độc nhất vô nhị này, ta trước kia chưa từng thấy qua. Hắn từng cùng Sát Kim chiến đấu kịch liệt, tự biết đao tác công phu lợi hại, nào biết giờ phút này thấy ông ra tay, mới biết võ học của Thạch Cương có vô số ảo diệu, tuyệt không chỉ là một thanh đao tác đơn giản như vậy. Tả lộ đao tác, hữu lộ thiết quyền, đã lập tức chặn đứng mọi đường lui của Linh Trí. Thiếu Lâm môn nhân lo lắng sinh tử của Phương Trượng, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi, lên tiếng kêu sợ hãi, Linh Chân thậm chí còn giận dữ hét lên đê tiện vô sỉ. Kẻ gian lận, thoáng chốc liền muốn đến viện thủ. Linh Chân còn chưa kịp tiến ra một bước, chợt nghe lanh canh không ngừng bên tai, lại là đồng xu lúc trước Thanh Y Tú Sĩ tung lên rơi xuống đất. Cùng với tiếng lanh canh, giữa sân truyền đến một tiếng trầm vang, dường như đao tác đụng phải bông, âm thanh kỳ quái chưa từng có. Mọi người giật mình vội xem thắng bại. Sau giờ ngọ mây đen giăng đầy, thái dương đã bị che, bầu trời xám xịt, Linh Trí chắp tay đứng thẳng, trên mặt ông khoan dung hiền hòa an bình, trên người càng không có một giọt máu tươi, sắc mặt như ngày thường. Mọi người không hiểu nguyên nhân vội vàng nhìn Thạch Cương, kinh ngạc nhìn thấy đao tác của khí trùng Tắc Bắc, kia chỉ còn lại nửa thanh, phần còn lại đã vỡ vụn dập nát. Các cao thủ không biết chuyện gì đang xảy ra, dò hỏi nhau nhưng không ai biết, tất cả đều bất ngờ nghi hoặc. Linh Trí thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Thanh Y Tu Sĩ, chắp tay nói, hai quân tương giao, binh bất yếm trá. Hữu Phượng quân sư quả nhiên lợi hại, tăng suýt nữa thua bởi thủ hạ của ngươi. Thanh Y Tú Sĩ mỉm cười, chắp tay, đáp lễ nói, Phương Trượng khách khí. Ngài tập luyện thần công đại thành, nhân gian hương tụ bậc này, thế gian có ai có thể ngăn cản. Thành ngữ binh bất yếm trá, chiến tranh không ngại dối lừa, việc quân cơ không nề dối trá, nhà quân sự luôn phải lừa địch. Lúc trước ba chiêu quyết thắng, Thanh Y Tú Sĩ xuống tay thiết mưu, cùng Thạch Cương một đáp một sướng, suýt lấy đi tính mạng của Phương Trượng. Nếu không phải Lư Vân nhìn thấu âm mưu, nhắc nhở trước, chỉ sợ Linh Trí thật sự bị chúng ám toán. Linh Trí sửa sang lại tăng bào, quay về phía Lư Vân cúi đầu nói, cảm ơn thí chủ vạch trần cơ quan, cứu tăng một mạng. Thạch Cương xuống tay tàn nhẫn, nếu Lư Vân không kêu phá cơ quan, Linh Trí cho dù không chết cũng sẽ trọng thương chống đỡ hết nổi. Mọi người thấy Lư Vân tâm tư kín đáo, nắm bắt cực nhanh, trong lòng đều âm thầm bội phục. Lư Vân được người cảm tạ, trong lòng lại không mảy may vui sướng, hắn chắp tay với Linh Trí, nhưng trong miệng lại không nói được lời nào. Tần Trọng Hải nheo mắt nhìn về phía Lư Vân, chỉ thấy hắn không nói một lời, đứng giữa Tả Tổng Nghĩa và Ngũ Định Viễn, cúi đầu xuống, bộ dạng tâm sự nặng nề. Tần Trọng Hải trong lòng biết rõ ràng, với tâm tính nhân hậu của Lư Vân, sẽ không muốn bất cứ một ai ở cả hai bên địch ta chịu tổn thương. Nhìn Ngũ Định Viễn vẻ mặt buồn bực, tám phần cũng là tâm tình như vậy. Tần Trọng Hải lắc đầu cười khổ, lúc này phượng chủy đao của Thương Tuyết Hận ở trước mặt hắn. Tần Trọng Hải nghiêng mắt xem, lưỡi đao chiếu rọi, khóe miệng đại hán kia mang sầu buồn khổ, không phải chính mình thì còn là ai. Đối đầu kẻ địch mạnh, Tần Trọng Hải không muốn phiền não chuyện ngoài thân, quay đầu ném những lo lắng này lên 9 tầng mây. Thiếu Lâm môn nhân thấy thủ đoạn của quần hào nộ thương âm hiểm, nhớ tới Phương Trượng vừa mới suýt nữa bị giết, kinh giận rất nhiều, đều đề thanh chửi bậy. Linh Âm được xưng từ bi kim cương, hành sự quang minh lỗi lạc, càng chắp tay thở dài, nói, Đường quân sư là một trong những trưởng môn chính giáo, hôm nay vì cầu thắng quả không từ thủ đoạn, bộ mặt âm độc như thế, chẳng phải thẹn với thụ nghiệp ân sư Cửu Hoa sao. Thanh Y Tú Sĩ sắc mặt như cháo xương lạnh, trang dung nói, sư huynh không đề cập tới ân sư Cửu Hoa Sơn thì không sao, hôm nay nếu nhắc tới, tại hạ liền có một chuyện muốn hỏi. Ngươi đã cho rằng ta là chính giáo, tại sao ở Trúc Gia Trang lại tàn ngược với nữ đồ nhi của ta? Đừng nói lúc ấy Đường Mỗ vẫn đang là Cửu Hoa Sơn trưởng môn, liền thật xem như tà ma ngoại đạo, chư vị cũng không thể đối xử như vậy, chẳng lẽ không hổ thẹn với Đạt Ma tổ sư sao? Mọi người nghe ông tức giận bừng bừng, đều biết ông thâm hận chuyện ở Trúc Gia Trang. Thiếu Lâm môn nhân nghe vậy, lập tức phải thu miệng. Linh Trí duỗi tay vung lên, ngăn mọi người lại, nhàn nhạt nói, mọi người đừng tức giận. Binh hành quỷ đạo, kịp thời tất đoạn, đó là điều tự nhiên, nếu là tăng bày mưu lập kế, cũng sẽ lấy điều này tương báo. Lời này khí vũ bất phàm, không thẹn võ lâm đệ nhất đại phái trưởng môn Độ Lượng, mọi người đều thầm khen trong lòng. Binh hành quỷ đạo thuộc binh pháp Tôn Tử, dụng binh có thể thực hành chiến pháp quỷ dị và trá ngụy. Linh Trí bỏ qua việc này, quay đầu nhìn Thạch Cương, chắp tay nói, đã nghe từ lâu Sát Kim uy danh chấn Tây Cương, lão nạp sớm muốn bái kiến, chỉ không nghĩ rằng cao nhân dị quốc lại là người quen cũ. Hôm nay có thể cùng các hạ phân cao thấp, không thắng cũng vui. Những lời này đến từ phương trượng Thiếu Lâm, tất nhiên cho Thạch Cương đủ mặt mũi, Thạch Cương lại không cảm kích, xem ông thần thái lạnh băng, ném đao tác đi, đưa hai tay ra sau lưng, chậm rãi rút ra hai thanh trường đao. 20 năm trước, 4 chữ khí trùng tái Bắc lan truyền khắp thiên hạ, nhưng không ai biết đến không ai hiểu. Kể từ khi Nộ Thương Sơn bị người tiêu diệt tới nay, Thạch Cương đã tự xuất quan, từ đây ẩn cư giang hồ. Rất nhiều đệ tử thấp bối giang hồ không biết lai lịch của ông. Nhất thời mọi người xung quanh đều trâu đầu ghé tai. Hai người Lư Vân, Ngũ Định Viễn cũng tự thấp giọng dò hỏi, đều muốn thám thính sự tích thành danh của Thạch Cương. Nếu hỏi ai là đương thời nội lực đệ nhất, không phải Thiên Sơn truyền nhân, đó là Thiếu Lâm Thiên Tuyệt. Muốn hỏi ai là đương thời kiếm pháp đệ nhất, ngoại trừ Ninh Bất Phàm, Lăng Chiêu, đương thời không còn người thứ ba có thể. Cần phải hỏi ai giết người nhiều nhất, xuống tay tàn nhẫn nhất, thế gian lại không người có thể sánh bằng Thạch Cương. Ninh Bất Phàm được công nhận đã thắng 800 trận, nhưng Thạch Cương đã trải qua ngàn trận sinh tử. Người ta khi còn nhỏ uống sữa mẹ, nhưng Thạch Cương lại uống máu loãng từ xác chết. Giết người kể từ khi mới 5 tuổi, Thạch Cương mỗi lần động thủ đều là chiến sinh tử, quả thật là khách quen quỷ môn quan. Nguyên nhân chính là thắng bại tức sinh tử, chỉ cần giúp đỡ chiến thắng, vô luận thủ đoạn đê tiện cỡ nào, cũng phải dùng mạnh mẽ, nếu không đó là tự sát. Nhìn ông vừa rồi dùng mưu kế thông minh của Thanh Y Tú Sĩ, thừa cơ đại hạ sát thủ, người khác chỉ mắng chê cười không để bụng, đúng là bậc thầy cao thủ thực chiến. Phàm là binh pháp khinh địch, dụ địch, lừa dối, ám toán, mai phục, tất cả đều đúng thời cơ tự nhiên, dựa vào lâm địch khi tâm cơ giảo quyệt, ngay cả khi nội lực của địch nhân thâm sâu hơn ông, chiêu thức tinh vi hơn ông, lại thường thường chết ở một cái sơ sẩy. Nếu ông là sử tam đao không bằng bốn đao mới mạnh, Thạch Cương ông là đại lưỡi đao sắc bén tàn nhẫn và mạnh mẽ nhất. Bởi vì Thạch Cương là cao thủ thực chiến số một đương thời, Thanh Y Tú Sĩ và Lục Cô Chiêm trong lòng đồng nhất, muốn ông chiến đấu trong trận chiến quan trọng này. Tuy võ công của Linh Trí phương trượng có thể sánh ngang với Thiên Tuyệt Tăng, nhưng phương trượng này rốt cuộc thiếu ở hành tẩu giang hồ, cho dù thiên tư ngộ tính lại cao, cấm truyền huyền công lại kỳ, cũng bất quá là tủ sách hai chân mà thôi. Với việc ra tay tàn nhẫn của Thạch Cương, trong chốc lát chắc chắn có cơ hội xoay chuyển càn khôn, đánh hạ được Linh Trí. Giữa sân sát khí tràn ngập, hai đại cao thủ chăm chú nhìn lẫn nhau, đều trầm tư nghĩ cách đánh bại kẻ địch. Linh Trí nhớ đến sự tích thành danh của Thạch Cương, trong lòng tất nhiên là âm thầm cảnh giác, người này là một trong ngũ hồ, tung hoành Tây Vực vô địch thủ, mỗi lần động thủ muốn phải sống chết mới có thể xong việc, mình nếu vô ý, không chỉ có thể bị đánh bại thảm hại mà còn sợ rằng sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Nhất thời càng cảnh giác, không dám đoạt công. Lúc này đao tác của Thạch Cương đã bị phá hủy, chỉ còn lại song đao sau lưng, ông cầm song đao, thân đao trái dài phải ngắn, màu sắc rất trong suốt, một cái màu đỏ sậm, một cái màu trắng xanh, mũi đao càng quái dị hơn, dài gần 5 thước, cơ hồ rũ dưới mặt đất, lại không biết có công năng thần kỳ gì. Tần Trọng Hải năm trước cùng Thạch Cương đánh nhau kịch liệt, từng thấy ông sử dụng đao tác kỳ diệu như thế nào, lại chưa từng được chứng kiến uy lực của song đao âm dương. Giờ phút này nhìn ông cẩn thân rút thần binh từ sau lưng ra, cũng cảm thấy tò mò. Quần hào nộ thương thấy Thạch Cương rút bảo đao ra, càng thêm khí thế, mọi người nhìn không chớp mắt, đều đang đợi chờ Thạch Cương đại triển thần uy. Thạch Cương thở dài nói, thật không dám giấu giếm, trận chiến thần quỷ đình tử thương thảm trọng, tử mẫu âm dương đao của ta cũng bị lũ chuột nhắt cướp đi, 18 năm chưa từng hiện thế, hôm nay dùng để quyết chiến kẻ cắp, đúng là thời điểm thích hợp. Sau đó nhìn về phía Lục Cô Chiêm, ánh mắt hai người gặp nhau, cả hai đều khẽ mỉm cười. Ở đằng xa Cao Thiên Uy nghe Thạch Cương nhắc đến lũ chuột nhắt, nghĩ đến thủ đoạt đao, đối với Thạch Lục hai người thật là hận đến ngứa răng. Thạch Cương giơ song đao lên, trái lên phải xuống, trời âm đất dương, Chỉ với tư thế này, có thể thấy đao pháp vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, bổ sung cho sơ hở của nhau. Linh Trí mặt lộ vẻ khen ngợi, gật đầu nói, ta vẫn luôn nghe nói, Tử Mẫu Âm Dương Đao, phi phàm, tăng ở lúc này có thể chứng kiến thật là đã mắt. Thạch Cương nghe nói vậy, không khỏi cười lạnh, tay trái ông khẽ nhúc nhích, đoản đao chém ra, lưỡi đao di chuyển một vòng, phương hướng không thể đoán trước. Linh Trí biết đao pháp của đối phương kỳ lạ, lập tức liền chỉ ngưng thần thủ trí, không dám chậm trễ. Đang đề phòng, đột nhiên trên đầu vang lên một tiếng nổ lớn, đao cấp chạm mà đến, đã đến cách đỉnh đầu 3 thước, khí thế hùng hồn. Linh Trí chấn động, thầm nghĩ, làm sao đao này có thể nhanh như vậy? Trong lúc hoảng loạn, cũng nhận ra được chỗ hiếm thấy của song đao. Quyển 13 chương 8 Tướng Mạnh, hồi 2. Phàm người luyện võ, quyền nhanh thì chân mau, tâm nóng vội tay sẽ gấp, dù tay trái và tay phải thi triển võ công khác nhau thì tay trái sẽ nhanh hơn tay phải, giống như khi chạy tay vung bằng chân, đây là khí huyết tạo thành, khó khăn nhất chính là nghịch chuyển hỗn loạn. Nào biết Thạch Cương đã luyện độc môn tâm pháp, đao pháp tự thành độc nhất vô nhị, một tay trường đao nhanh như tia chớp, chém ngang chém thẳng, như si như cuồng, một tay kia đoản đao lại tiến hồi thong thả, giống như thái cực kiếm pháp, chậm rãi mà khẩn trương, có gấp rút có chậm rãi, nếu đối thủ có thể ngăn chặn được âm đao thong thả, lại không thể chặn được dương đao mạnh mẽ hung ác, bộ phục binh sát này là tuyệt kỹ có cương có nhu. Linh Trí thấy song đao quá quái dị, trong lúc nhất thời không dám ngăn cản, dưới chân nhẹ điểm, thân mình bay về phía sau 3 thước. Linh Trí mới vừa rồi lui về phía sau né tránh, Sát Kim lập tức đoạt công, bỗng nghe ông hét lớn một tiếng, bước về phía trước 3 thước, âm đao từ chậm chuyển nhanh, điên cuồng chém bên hông địch nhân, dương đao lại từ nhanh đến chậm, chờ đợi ở bên cổ họng Linh Trí, chỉ để hắn tự mình đụng phải. Song đao này trông giống như hai chiếc càng khổng lồ của một con cua, có thể kẹp chặt cường địch trong tích tắc. Lúc này Linh Trí có thể né được đòn tấn công sắc bén của âm đao, nhưng không thể tránh được đòn đâm chậm của dương đao. Tất cả những người có mặt đều thấy ông ta hai tay không, khó có thể chống đỡ địch nhân, tất cả đều muốn xem ông ta sẽ trốn thoát như thế nào. Tình thế vô cùng bất lợi, nhưng Linh Trí không hề hoảng sợ, thấy lưỡi đao sắp tấn công mình, Linh Trí giơ một chân dẫm lên, cước đạp khôi tinh thích đấu hai tay khoanh lại, cúi gập đầu, lại chính là La Hán Bái Đường, nhìn thân mình ông vừa động, vào giây phút cuối cùng đã tránh được âm đao. La Hán Bái Đường cúi đầu khom người, thậm chí còn vượt qua được cạnh sắc bén của dương đao đâm trước mặt, thân hình tiêu sái, bình tĩnh, khi mọi người xem chiêu này, đều hưng phấn bùng nổ, ngay cả người nộ thương cũng âm thầm gật đầu. Nhìn thấy Linh Trí lao vào vòng trong, song trường đẩy về phía trước, thẳng hướng về phía ngực mình, Thạch Cương hắc một tiếng, nghiêng nửa bước, hét lên, hay cho một phương trượng Thiếu Lâm. Bội phục! Linh Trí chuyển từ phòng thủ sang tấn công chỉ trong một chiêu, khôi tinh thích đấu và La Hán Bái Đường đều là những chiêu khởi đầu của La Hán Thiết Quyền, là những võ thuật cơ bản mà nhập môn phải học, chỉ là thời cơ ông ra tay rất thông minh, phá giải tuyệt chiêu song đao ảo diệu khôn kể của đối phương, chúng tăng Thiếu Lâm chứng kiến, tất nhiên là rất chấn động. Mọi người ai mà không từng tập qua bộ La Hán Quyền này. Nhưng ai dám sử dụng chiêu thức nông cạn này trong một trận chiến khốc liệt, còn dễ như trở bàn tay mà hóa giải tuyệt chiêu của đối phương, mọi người trong lòng thán phục, đều lớn tiếng reo hò. Sau khi sử dụng một chiêu thức bình thường như vậy, quần hào nộ thương biết vị phương trượng này không chỉ lợi hại ở tuyệt học cấm truyền, mà ngộ tính cũng là siêu phàm nhập thánh, dự đoán trong trận chiến ngày hôm nay, Thạch Cương chắc chắn sẽ phải chiến đấu khó khăn. Linh Trí thi triển tuyệt chiêu, Thạch Cương lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đối phương đã là phương trượng, nếu liền phục binh sát cũng không thể chống đỡ hóa giải, còn mặt mũi nào mà lãnh đạo tăng lữ trên núi. Hắc một tiếng, song đao quay lại, liền muốn lại lần nữa phát chiêu, nhưng lần này Linh Trí đã động thủ trước ông một bước, thấy ống tay áo ông ta nhẹ phẩy, quét thẳng về phía ngực Thạch Cương. Thạch Cương không dám khinh địch, đoản đao dựng thẳng trước ngực, ngăn cản ống tay áo của Linh Trí. Bỗng nghe ong một tiếng vang lên, đao và lực tay áo va chạm, bật ngược về phía Thạch Cương. Thạch Cương trong ngoài tạo nghệ đều đạt đỉnh, 5 đầu tạo phản khi đó, lập tức chặt đầu kẻ thù, giống như lấy đồ trong túi, mới có danh xưng khí trùng tái Bắc. Trên núi ngoại trừ Tần Bá Tiên và Phương Tử Kính, ông có võ công tối cao nhất, há biết hai bên lấy nội lực chống đỡ, Linh Trí có thể dùng sức mạnh của tay áo để đánh bật xoay lại Thượng Bảo Đao. Mắt thấy tay võ công này không thể tưởng tượng, Thạch Cương kinh nghi bất định, hỏi, Diêm phù đề. Linh Trí khẽ mỉm cười, gật đầu nói, thí chủ có con mắt thật tốt. Thạch Cương hắc hắc cười lạnh, trong lòng âm thầm kiêng kỵ. Nếu không phải là Diêm phù đề nhân gian phiêu hương, thế gian đâu ra có lực tay áo đáng sợ bực này. Mọi người chứng kiến nội lực Linh Trí dâng trào, tay áo tăng nhân dựng lên như cánh buồm, thần công cấm truyền trước mắt, ai mà không mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Mọi người cho đến lúc này mới biết được đạo lý, hóa ra đao tác của Thạch Cương đột nhiên bị đứt mà là do lực tay áo vô hình gây ra. Nhân gian hương tụ, trong nhu có cương, trong cương có nhu, dưới nội lực truyền vào, tay áo mềm mại như thiết chùy cương đao, trong đó nước chảy mây trôi, thay đổi khó lường, các cao tăng Thiếu Lâm đặc biệt tôn sùng. Bộ võ công này tuy cao minh nhưng lại rất khó luyện, đòi hỏi phải có ngũ đại chân ngã định giới chỉ vong đoạn mới có thể thành công. Người luyện công mất ăn mất ngủ, như si như cuồng, điều này thường cản trở việc luyện tập thiền định nên bị các trưởng lão Thiếu Lâm liệt vào cấm truyền. Nguyên nhân chính là giới truyền đã lâu, lúc này nhân gian hương tụ phát công, có thể coi là lần đầu tiên hiện thế giang hồ sau trăm năm, khiến các cao thủ kinh ngạc cảm thán cực kỳ hâm mộ. Mắt thấy Linh Trí võ công tuyệt diệu như thế, Lục Cô Chiêm và Lý Thiết Sam nhìn nhau, đều lắc đầu. Nghĩ đến trận sau Thiên Tuyệt Tăng xuất hiện chỉ có càng thêm lợi hại, nhất thời trong lòng đều lại ưu phiền, không biết nên làm như thế nào. Linh Trí thần công cái thế, mọi người lần lượt gieo hò, thể hiện sự kính nể. Thạch Cương nghe vậy, dường như nhụt chí vạn phần, ông thở dài một tiếng, hạ song đao xuống, dường như đã đầu hàng. Linh Trí nhíu mày nói, thí chủ sao không động thủ. Thạch Cương thở dài, phương trượng, ta. Ai? Linh Trí thấy Thạch Cương cúi đầu nản lòng, tựa hồ mắt rưng rưng, ông ta tiến lên một bước, nhíu mày nói, ngươi không đánh sao? Thạch Cương không lời gì để nói, nghẹn ngào rơi lệ nói, phương trượng. Ta muốn. Linh Trí ôn nhu nói, ngươi muốn cái gì? Nhận thua sao? Bỗng nghe Thạch Cương cười lớn, hét lên, ta muốn giết ngươi. Thoáng chốc song đao điên cuồng tấn công, thẳng đến kẹp vào trán Linh Trí. Linh Trí đại kinh thất sắc, cuống quýt tránh về phía sau, Thạch Cương nào có thể để cho ông ta chạy mất, điên cuồng hét lên giống như mãnh hổ ăn thịt người, chỉ liều mạng chém giết, bộ dạng giống như một kẻ vô lại, có những tiếng la hét trong ngoài sân, tăng chúng Thiếu Lâm càng mắng to hạ lưu. Nhìn thấy song đao của Thạch Cương lôi đình sét đánh, bản thân mình hiểm nguy trùng trùng. Linh Trí đầy đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, người này đường đường một võ học tông sư, hành sự lại đê tiện như thế, hắn chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Linh Trí lại không biết, ông và Thạch Cương có xuất thân khác nhau, chiêu số luyện võ khác nhau, tâm thái lâm địch tự nhiên lộ ra tương phản. Linh Trí từ nhỏ đả tọa luyện khí, luyện võ chỉ vì thiền tu, đánh nhau giết người tất nhiên là không thể, gặp gỡ sư huynh đệ so chiêu tập luyện, cũng chỉ là điểm đến thì dừng, nào đã trải qua chiến đấu sinh tử thật. Cũng là vì thế, cuộc đời ông chưa bao giờ giết qua một người. Nhưng Thạch Cương thì ngược lại, ông lớn lên trên chiến trường, hai tay sớm đã dính đầy máu tươi từ khi giết người lúc 5 tuổi. Năm đó ông một thân hài tử hành tẩu chiến trường, nếu không luyện võ thì sớm đã chết. Vì lẽ đó, đối với Thạch Cương mà nói, liền như lão hổ bắt giữ con mồi, chỉ có bắt được hay không, đúng sai nào có đáng nói. Không những không muốn học những chiêu thức mồm mép bịp người, mà còn căm thù đến tận xương tủy với văn siêu võ học tâm pháp, không phải bàn cãi. Linh Trí sống trong nhung lụa, từ nhỏ luyện được đều là võ công cao minh nhất, giống như một đóa hoa quỳnh tôn quý trong Phật điện. Thạch Cương thì ngược lại, cục đá cục gạch không chỗ nào không cần, miễn là bản thân có thể sống sót, thực sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, đúng là một loại cỏ dại đang vật lộn để sinh tồn trong vùng hoang dã. Nhìn thấy trận chiến này nguy hiểm như thế, nếu Linh Trí vẫn không hiểu được con đường sinh tử, nhất định sẽ thua trước mặt chiến thần nộ thương. Song đao liên tục kẹp sát, mang theo luồng gió mãnh liệt mạnh ác, khiến cát bay tứ tung, Trong tích tắc linh trí đã hợp lại trong đó, lưỡi đao đã ép ông vào một góc. Linh trí hít sâu một hơi, lập tức bộc lộ ngộ tính thông minh không ai sánh kịp, nhẹ phẩy ống tay áo nhu hòa đánh úp lại, đúng là nhân gian hương tụ lại lần nữa ra chiêu. Võ công cấm truyền lại lần nữa được sử dụng, há dung cường địch làm càn. Song đao của Thạch Cương chưa tới, gió từ tay áo đã đánh tới cao tới hơn 8 thước, như phách không trường lực. Thạch Cương vận kình ở ngực, muốn chặn lại đòn tấn công từ tay áo này, đột nhiên nghe thấy ông kêu lên một tiếng, kinh mạch trong cơ thể bị ngoại lực xâm lấn, nhất thời bủn rủn khó chịu, nội lực mơ hồ lưu thông không thuận. Linh trí có chút tức giận, lại không đoạt công, chỉ tiến lên một bước nói, Thạch tướng quân, đôi ta luận võ tỉ thí, ngươi lại liên tiếp không tuân thủ quy củ, bắt nạt ta, ngươi không sợ hủy hoại thanh danh của bản thân sao? Thạch Cương cười gượng 2 tiếng nói, Phương trượng giáo huấn như vậy, ta không dám. Chiến đấu đến giờ phút này, Thạch Cương tuy rằng thân kinh bách chiến, cũng biết trận này không dễ thắng, ông ở thế bất lợi, làm bộ thập phần hổ thẹn, nhưng khóe mắt đánh giá khắp nơi, chỉ chờ cơ hội đánh lén. Linh trí thấy đối thủ không có dấu hiệu di chuyển, cũng không lợi dụng chiến thắng truy kích, chỉ ở một bên kiên nhẫn chờ. Thạch Cương ra vẻ thở dốc, thối lui về phía sau 2 bước, nhưng lần này linh trí đã học được một bài học, căn bản không dám lại gần. Hai người đang giằng co, chợt nghe một tiếng vang lớn, một tia sét lóe lên trên bầu trời, như thần long phóng qua phía chân trời, theo sau tiếng sấm yếu ớt, mưa lớn bắt đầu rơi xuống. Thạch Cương trong lòng đại hỉ, nghĩ ngợi nói, trời cũng giúp ta, chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Giờ phút này mưa to tầm tã, quần áo của mọi người trên sân đều đã ướt sũng, Thạch Cương và Linh Trí lại không có dấu hiệu ra chiêu. Nhân mã hai bên Thiếu Lâm nộ thương lo lắng cho sự sống chết của chủ tướng bên mình, mặc dù mưa lớn chút xuống trực tiếp lại không rảnh để ý tới. Linh Âm sợ mọi người trong triều chịu mưa bị cảm lạnh nên ra lệnh cho người mang dù lên, che cho đám khách quý Tả Tổng Nghĩa và Tống Công Mại. Qua một nén hương, dưới đất có một tấc nước, tạo thành từng vũng nước, Thạch Cương nhấc gót chân, chậm rãi dịch sang trái nửa tấc, mũi chân nhúng vào trong vũng nước, bước nện rất nhẹ nhàng chậm rãi, vai anh không hề dao động khi di chuyển, gần như không có ai ở bên nhận thấy ông đang di chuyển. Tần Trọng Hải chăm chú nhìn, chỉ thấy Thạch Cương giống như thở dốc, kỳ thực chỉ là chậm rãi thở ra vừa hít vào, giọt nước trong vũng khẽ rung lên, Tần Trọng Hải thầm kêu diệu kế. Biết Thạch Cương trong chốc lát mũi chân chỉ cần động đậy một chút, liền có rất nhiều bọt nước tùy thế bay ra, nội lực cường đại như vậy, nước bắn bay ra, há chỉ để che đậy tầm mắt. E rằng cả đôi mắt của đối phương cũng có thể bị hỏng. Thạch Cương hơi có động tĩnh, linh trí liền sinh cảm ứng, lông mày nhướng lên, lòng bàn tay giơ lên trời, nước mưa rơi vào lòng bàn tay, xét tình huống này thì có thể đoán được chắc chắn có tương kế tựu kế diệu chiêu ứng đối. Tần Trọng Hải một bên nhìn, trong lòng cũng âm thầm khâm phục, linh trí phương trượng này thật sự lợi hại, vừa không ra chiêu đoạt công, vừa không để ra sơ hở, nếu ta ở trên sân, sợ đã thiếu kiên nhẫn. Hai đại cao thủ so chiêu, thắng bại ở trong giây lát, chỉ cần mảy may vô ý, nhẹ thì gặp bất lợi, nặng thì bỏ mạng ngay tại chỗ. Lúc này, Tần Trọng Hải trong mắt nhìn thấy sự đối đầu của hai người, càng sáng tỏ dụng tâm của Thanh Y Tú Sĩ muốn Thạch Cương chiến trận này. Từ góc độ này, mặc dù mình luyện thành cường hãn nội kình, nhưng cao thủ tranh đấu đều không phải dựa vào sức lực chiêu thức, tâm cơ thủ đoạn trong đó, chính mình còn phải học hỏi. Thật lâu sau, Thạch Cương đều chưa từng phát động chiêu thức, môn nhân Thiếu Lâm không biết ông có ý đồ gì bí ẩn, trong lòng đều âm thầm kỳ quái. Cao Thiên Uy thấy Thạch Cương không địch lại, nhất thời cười ha ha, khí trùng tái bắc. Trước đây ngươi kiêu ngạo như vậy, sao hôm nay giống như chó nhà có tang vậy? Mau mau động thủ đi. Sau khi Cao Thiên Uy gầm lên, đột nhiên nghe tia chớp đánh xuống, tiếng sấm nổ vang, che đậy sự châm chọc mỉa mai của Cao Thiên Uy. Thạch Cương đột nhiên bật cười, duỗi tay vung lên, đoản đao trong tay hướng vọt tới phía Cao Thiên Uy, đao thế đi mau tuyệt, xuất kỳ bất ý, lại chứa đầy nội lực mạnh mẽ, thẳng như một mũi tên. Cao Thiên Uy cả giận nói, thật khốn kiếp. Còn muốn ám toán lão tử. Không nói thêm lời nào, hắn nhấc chân lên, nâng thân thể cao hơn 10 thước, đã né tránh âm đao. Chỉ là Cao Thiên Uy đứng dậy né tránh, nhưng các đệ tử Thiếu Lâm phía sau lại gặp rắc rối. Nhìn thấy một nhóm đệ tử hoảng sợ hét lên, Linh Trí trong lòng sốt ruột, hét lên, không thể như thế. Linh Trí phi thân bay lên, dùng lực tay áo vung ra, đã làm giảm đà của thanh đoàn đao, lập tức vươn tay ra, cầm lấy chuôi đao trong tay, xoay người lại, lớn tiếng nói, thí chủ liên tiếp ra tay đê tiện, đừng trách tăng không dung tình. Phương Trượng ngày thường cổ hủ, lời nói cũng không thấy lạnh lùng sắc bén. Đệ tử Thiếu Lâm lúc này nghe được lời nói tức giận của ông, là lần đầu tiên thấy của không ít người, thấy Linh Trí tức giận như vậy, đã muốn dùng quyền uy của người đứng đầu giữ nhà. Võ công của Thạch Cương dù có cao đến đâu, cũng khó có thể đỡ được một đòn. Linh Trí huýt sáo, cầm thanh đoản đao của Thạch Cương trong tay, phát động thân nội công, chuẩn bị tiếp đón Thạch Cương. Thạch Cương không hề hoảng sợ, vang lên một tiếng, trường đao ra tay. Lúc này Linh Trí tay cầm âm đao, Thạch Cương cầm dương đao, hai người lấy binh khí đánh nhau, kèm theo sấm sét trên bầu trời. Bỗng nghe Thạch Cương hét lên dữ dội, thiên lôi lạc. Một tia chớp từ trên trời đánh xuống, đánh vào chỗ tiếp giữa song đao. Một đạo bạch quang dọc theo hai đầu lưỡi đao bắn dọc về phía thân thể hai người Thạch Cương và Linh Trí. Khi mọi người ở bên nhìn thấy dị trạng, đều hét lên vì kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng leng keng, mọi người ngửi thấy mùi khét sộc thẳng vào mũi, lại thấy Linh Trí sắc mặt tái nhợt, thân mình run rẩy sắp ngã, đoản đao trong tay đã rơi xuống đất. Đạo bạch quang bay về phía Thạch Cương lại tránh thân mình ông, dọc theo mũi dao chạm đất, biến mất không dấu vết trong tích tắc. Thạch Cương cười lớn, tay cầm đoản đao lên, hét lớn, Linh Trí a Linh Trí, ngươi cho rằng chỉ có ngươi võ công cao thâm sao? Thạch Cương ta được xưng là khí trùng tái bắc, cũng là như thiên lôi giáng xuống. Khí trùng tái bắc, khí thể hiên ngang hừng hực vùng tái bắc. Tái bắc là tên gọi một số lãnh địa vùng Mông Cổ bị nhà Thanh chiếm đóng sau thế kỷ 17, khu vực nội Mông Cổ ngày nay. Quyển 13 chương 8 tướng mạnh, hồi 3. Đúng lúc này, cục diện trận chiến đột nhiên thay đổi, mọi người không khỏi chấn động, trong lúc kinh nghi bất định, lại một tia chớp từ trên trời đánh xuống, Thạch Cương giơ đoản đao lên, hét lớn một tiếng, tử mẫu song đao khép lại, đầu đao chạm vào nhau, âm dương gặp gỡ, lần này mọi người đều có thể nhìn rõ ràng, một luồng sáng chói lóa từ chỗ giao nhau giữa các đầu đao bắn ra, phóng thẳng về phía Linh Trí. Tia sáng kia tới thật nhanh, Linh Trí né tránh không kịp, vội vàng bổ ra một chưởng, cố gắng ngăn cản tia sáng, nhưng chưởng lực khẽ chạm vào, đã thấy dưới chân lảo đảo, chỗ chạm vào bị cháy đen sum tím. Thạch Cương điên cuồng hét lên liên tục, song đao va chạm, cùng với tiếng sấm rền, lại là một đạo tinh quang phun ra, Linh Trí sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhảy lên né tránh, một thanh âm lớn vang lên, mặt đất xuất hiện dấu vết sét đánh. Một bên Thường Tuyết Hận hoảng sợ nói, đây là chiêu thức quái dị gì vậy? Lục Cô Chiêm cười ha ha, cất cao giọng nói, Thiếu Lâm hòa thượng tuy rằng uyên bác, lại không biết chỗ thần kỳ của tử mẫu âm dương nhận của lão Thạch chúng ta. Hai thanh đao, một là âm, một là dương, âm dương giao nhau, dẫn sấm sét đánh xuống, mới có danh đại la kim tiên chuyển thế, sợ không thể chắn nổi một chiêu của hắn. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, sở dĩ tử mẫu âm dương đao của Thạch Cương lợi hại, không phải ở chiêu thức song đao, mà khi song đao âm dương kết hợp có thể dẫn sấm sét đánh xuống. Nội lực của Linh Trí tuy rằng thâm hậu, chiêu số lại tinh xảo, nhưng đối phương có thể mượn uy lực của thiên địa, dù có là Phương Trượng cũng chỉ có thể khóc không làm được gì. Phương Trượng không thể đánh trả, tính mạng đang bị đe dọa, chúng tăng Thiếu Lâm tất nhiên là hoảng loạn vô cùng. Linh Định đã phải chịu thất bại trước đó, nếu Phương Trượng lại bại, Thiếu Lâm liền thua hai trận, căn bản không đến lượt Thiên Tuyệt Tăng lên đài nữa, đành phải cúi đầu nhận thua. Chúng tăng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, nhưng võ công của Thạch Cương thần kỳ như vậy, lúc này ngoài âm thầm lo lắng ra, bọn họ cũng không thể làm gì được. Thiên lôi hiện ra, tia chớp lóe lên, cùng với tia sét thiêu đốt trên song đao của Thạch Cương càng thêm uy lực kinh sợ, khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi bàng hoàng. Chỉ thấy lại một tia chớp phát ra từ song đao, Linh Trí có khi thì nghiêng người né tránh sang một bên, khi thì nhảy lên cách mặt đất. Mặc dù nội lực thâm sâu cũng không dám dùng thân mình chịu đựng, chỉ không ngừng thu mình né tránh, tìm đường phản công. Nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên gương mặt người nộ thương, phảng phất thắng bại đã định, người triều đình nghĩ đến Tiềm Long sắp về núi, đều lo sợ nghi hoặc. Tống Công Mại trầm giọng nói, mọi người bình tĩnh, thắng bại còn chưa rõ ràng. Tử mẫu âm dương đao tuy rằng cao minh, nhưng không thể ngăn cản được thế công ở gần. Theo ta thấy, ba chiêu của Phương Trượng là nhằm đột nhập vào vòng trong và đấu tay đôi với Thạch Cương. Quả nhiên, mắt thấy tử mẫu song đao sắp chạm nhau, Linh Trí đã bước ra về phía trước, thân hình mau lẹ, trong nháy mắt đã bước vào vòng đao, hương tụ phất ra, quét về phía hàm địch nhân. Chỉ là Thạch Cương sớm đã có chuẩn bị, song đao đã tạo thành hình cắt kéo, lao thẳng về phía cơ thể Linh Trí, trong miệng càng cười lạnh liên tục, muốn cắt Linh Trí thành hai đoạn. Song đao sắp chạm vào cơ thể, Linh Trí thở ra một hơi cao giọng, hai tay hướng ra phía ngoài vung lên, phất tay áo ra, ngăn cản lực tấn công của hai thanh đao. Chậm rãi như vậy, Linh Trí xoay cổ tay, duỗi ngón tay ra, bắt lấy lưỡi đao kẹp thật chặt. Chúng tăng Thiếu Lâm thấy chiêu thức, tay không đoạt đao sắc, này, nhất thời lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thạch Cương cười lạnh nói, Phương Trượng đại sư, ngươi nếu cho rằng như vậy liền có thể ngăn trở âm dương đao của ta, đó là 10 phần sai. Ông quát lên một tiếng lớn, âm dương hội tụ. Chấn! Nội lực phát ra, chạy dọc theo song đao phóng ra, sau đó một âm thanh kỳ lạ vang lên, không cần dựa vào sấm sét để tấn công mà năng lượng âm dương của sấm sét cũng được giải phóng, thoáng chốc lấy Linh Trí làm điểm giao nhau, va chạm vào thân thể ông. Linh Trí lại lần nữa trúng kế, hít một hơi khí thật sâu, đành phải dùng nhiều năm tu vi của mình mới có thể chống chọi được nội lực hung hãn và tàn nhẫn của đối phương. Mưa to rơi xuống đất giống như nước bắn tung tóe, nhưng dưới chân Linh Trí khô ráo lạ thường, mỗi khi hạt mưa rơi xuống lập tức bốc hơi thành một quả cầu sương mù, đủ thấy chân khí trong cơ thể mạnh đến mức nào. Thường Tuyết Hận nhìn thấy, bật cười nói, Linh Trí lão tặc không xong rồi. Nhưng cũng đừng để bị nấu chín nhá. Linh Chân nghe lời khinh bạc của hắn, lập tức quát mắng, đúng là lời nói của đạo tặc. Ai sẽ bị nấu chín? Hai bên người từ xa chỉ mắng, Thường Tuyết Hận càng là miệng đầy ô ngôn uế ngữ, nghe không được. Nhưng thủ lĩnh hai bên tự không rảnh để ý tới tranh đấu nhàm chán đó, chỉ chuyên tâm quan sát tỉ thí trên sân. Mặc dù trước đó Thạch Cương chiếm thế thượng phong nhờ tiện lợi của binh khí, nhưng giờ đây hai bên đang giao chiến bằng nội lực, binh khí cũng trở nên vô dụng, thắng bại còn tùy vào chiều sâu tu vi nội lực của nhau. Hai đại cao thủ lực ứng phó, liều chết giằng co, Thạch Cương dựa vào sức mạnh to lớn của âm dương song đao, lôi điện liên tiếp đánh vào cơ thể Linh Trí. Linh Trí lại lấy Phật môn cương khí cẩn thủ môn hộ, tùy thời phản công trở về. Diêm phù đề cùng La Đỗng La giống nhau, đều là năm đại tuyệt kỹ cấm truyền của Thiếu Lâm, nguyên nhân chính là uy lực quá lớn, người luyện công một chút mê muội mất cả ý chí, luyện không thành nản lòng tự mình hại mình, luyện thành rồi lại tâm kiêu tự mãn. Các trưởng lão trong chùa thấy bộ võ công này hại quá nhiều, nên cấm truyền nhân gian. Chỉ là Linh Trí ngộ tính cực cao, quả thật là kỳ tài hiếm có, trăm năm có một của Thiếu Lâm, dựa vào Thiên Tuyệt lão tăng ở bên cạnh dẫn dắt, tuy mới luyện nhân gian hương tụ trong hơn một tháng, lại đã nhiều lần phá huyền quan, giờ phút này phát công, càng đem chỗ tinh vi phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, xem ra người này có thể ở lúc trẻ tuổi tiếp nhận chức vụ phương trưởng, quả nhiên là có chỗ hơn người. Song hùng dồn nội lực, lực đạo giằng co, khiến song đao của Thạch Cương từ từ cong lên. Xem ra nội lực của Linh Trí quả nhiên thâm hậu, dựa vào tu vi vô thượng, cuối cùng cũng dần dần cân bằng thế cục. Khi Thạch Cương nhìn thấy cương đao sắp gãy, lập tức hét lớn, chân lực bộc phát, lực đạo rót vào, sống đao liền lại bình phục như thường. Mọi người nhìn thấy Thạch Cương nghiến răng nghiến lợi, trán gân xanh hiện ra dữ dội, trên đầu càng toát ra bạch khí lượn lờ, đều biết nội lực của ông đã phát huy đến cực điểm. Linh Trí sắc mặt ngưng trọng, thỉnh thoảng hít thở sâu, nghĩ đến cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Trận ác đấu này thuần lấy nội lực giao chiến, tuy không thể so với trận huyết chiến đẹp giữa Hách Chấn Tương cùng Linh Định, nhưng nói về sự hung hiểm, lại chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần vô ý, trong hai người chắc chắn có một người chết. Tần Trọng Hải âm thầm hoảng loạn, thầm nghĩ, vì một Tả quân sư, lại muốn thiệt hại một mãnh hổ của sơn trại, hồi chiến này chưa chắc có lời. Chỉ là giờ phút này trăm triệu không thể kêu dừng. Thứ nhất, võ công của Thiên Tuyệt Tăng cao thâm, không ai trong nội thương có thể giao đấu với ông ta. Thứ hai, Thạch Cương trời sinh bản tính rất mạnh mẽ, nếu muốn lên đài can thiệp, ngược lại sẽ khiến ông càng điên cuồng. Nhất thời chỉ có thể âm thầm nhẫn nại, xem tình thế hỗn loạn giữa sân. Mưa rơi nặng hạt, kèm theo sấm sét ầm ầm trên bầu trời. Thạch Cương hét lớn, nội lực như một cơn sóng lớn, lần lượt đánh úp vào Linh Trí, song đao nặng thẳng như vô tận. Mọi người đều nhìn thấy mặt đất dưới chân Linh Trí khẽ rung chuyển, như muốn nứt toạc, có thể thấy lực đạo tác động lên cơ thể ông nặng đến mức nào. Nhưng ông từ đầu đến cuối chưa bao giờ phát ra một tiếng kêu, đủ thấy vẫn còn tiềm lực chưa phát ra. Đang chiến đấu kịch liệt, chợt nghe Linh Trí thở dài, lắc đầu nói, Thạch tướng quân, ta có một câu, thỉnh ngươi cần phải nghe theo. Thạch Cương thấy Linh Trí trong trận chiến kịch liệt vẫn có thể phát ra lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người, công lực của Linh Trí kỹ xảo thuần túy, quả thực vượt trội hơn mình. Khi ông giật mình, khí lực rút dần, công lực cũng suy giảm đi rất nhiều, Linh Trí lại không thừa cơ đoạt công, chỉ phòng thủ vững chắc, cũng không hung hãn đả thương người. Võ lâm cao thủ mặc cho công phu lại cao, một khi nội lực vận đến cực điểm, chưa từng nghe qua có ai còn có thể phát ra lời nói, mặc dù võ công cao như Ninh Bất Phàm, cũng chưa chắc có thể làm được. Tai nghe lời nói của Linh Trí rõ ràng, giống như bình thường, anh hùng nội thương từ Tần Trọng Hải đến Thường Tuyết Hận, đều nhìn nhau hoảng sợ. Xem diêm phù đề hương tụ của Linh Trí tuyệt không phải là thứ tầm thường, quả có bí mật độc đáo. Thạch Cương tuy muốn đáp lại nhưng tự nghĩ tu vi không đến cảnh giới bậc này, nếu muốn phô trương thực lực, chỉ sợ không nửa chữ, chân khí buông lỏng, liền sẽ đổ máu chết ngay tại chỗ. Ông không dám xuất đầu cậy mạnh, chỉ phải mạnh mẽ cố gắng tự nhẫn nại. Linh Trí thở dài, nói, Thạch tướng quân, tăng trời sinh tính yếu đuối, không giỏi so đấu, nhìn tình thế cuộc đấu hôm nay, người ta hai người nếu không một người qua đời, chỉ sợ phân không ra thắng bại. Sát sinh đổ máu như thế, đâu có phải là điều người Phật môn mong muốn. Còn mong thí chủ thủ hạ lưu tình, đến điểm thì dừng, như thế được không? Khẩu khí của Linh Trí vẫn như thường, như thoại việc nhà nhàn nhã, xem công lực của ông cao thâm như vậy, tự nhiên có cơ hội chiến thắng rất lớn, ai ngờ lại mở miệng xin khoan dung, chẳng lẽ là cố ý bày trò. Thạch Cương cho rằng ông cố ý châm chọc, trong lòng càng giận dữ, chỉ là công lực của mình không bằng đối thủ, tuy muốn mở miệng đáp lại là lòng có dư mà lực không đủ, đành phải cười lạnh một tiếng, thể hiện sự khinh thường. Nề hà liền như vậy một nụ cười lạnh, chân khí trên đao thực sự hơi yếu đi, nội lực Linh Trí liền như rời non lấp biển vọt tới, ép Thạch Cương không thở nổi. Mọi người quan sát thấy thế, đều biết công lực của Thạch Cương còn kém xa Phương Trượng, trận chiến này chỉ cần kéo dài một chút, Linh Trí nhất định sẽ thắng. Thạch Cương sắc mặt tái nhợt, chính mình tung hoành Tây Cương 20 năm, đánh biến trăm quốc vô địch thủ, không nghĩ lần đầu về Trung Nguyên, liền gặp phải đối thủ cao cường như vậy, hủy hoại một đời thanh danh cũng liền thôi, nếu liên lụy để Tần Trọng Hải bị bắt, làm sao còn mặt mũi đối mặt với Tần Bá Tiên dưới lòng đất. Thạch Cương nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, lão tặc chọc này bất quá là nhân vật số của Thiếu Lâm tự, võ công đã lợi hại như vậy, trong chốc lát Thiên Tuyệt lão tăng lên đài, ai trong chúng ta có thể là đối thủ của hắn. Thạch Cương à Thạch Cương, cho dù hôm nay nội lực của ngươi kiệt quệ, võ công mất hết, cũng phải lương bại câu thương đua với lão tặc chọc này, ít nhất lấy thế hòa. Thiên Tuyệt Tăng uy danh quá thịnh, trừ phi Phương Tử Kính hiện thân, nếu không ai có thể chống cự. Thạch Cương trận chiến này liên hệ quá lớn, trận này trung kiên chiến vạn không thể bại, trừ khi ông và Linh Trí chiến đấu đến đồng quy vu tận, giữ được hai bên hòa, nếu không Tần Trọng Hải tất chịu tù binh. Tâm niệm tại đây, nội lực mấy chục năm tuôn ra từ đan điền, nhất thời giống như liều mạng. Linh Trí cảm giác được nội lực truyền đến từ đối phương càng mạnh mẽ và hung hãn hơn. Thạch Cương vốn có ý định liều mạng, lập tức niệm Phật nói, thí chủ vạn lần đừng hiểu lầm, Thiếu Lâm ta tuy cùng quý trại là địch, lại vô tình sát thương mạng người. Thạch Cương vừa nghe hắn lải nhải, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhịn không được giận dữ, quát lớn lên, xì hơi. Ông mở miệng nói to, nội lực vận chuyển không thuận, ngực bụng như bị thiết chùy đánh một cái, không khỏi cảm thấy chút ngọt ở cổ họng, khóe miệng phun ra máu tươi. Lục Cô Chiêm một bên nhìn, không khỏi kinh ngạc tức giận, biết bạn cũ trời sinh tính cao ngạo, không chịu nổi bị kích, nhất thời quát, Linh Trí Phương Trượng. Người vậy mà cũng dụng tâm cơ. Linh Trí than nhẹ một tiếng, nói, các vị thí chủ chớ nên hiểu lầm, lão nạp nói đến đây, chỉ là vì thiên hạ thương sinh thỉnh mệnh, tuyệt không phải kích tướng. Ông còn muốn khuyên thêm, Thạch Cương nghĩ đến những bi thảm mà huynh đệ Sơn Trải trải qua trong những năm qua, nhất thời bi giận đan sen, thân nội lực chảy ngược ra, hét to nói, tặc chọc. Ngậm miệng chó của ngươi lại. Chịu chết đi. Trong nháy mắt, Thạch Cương phun ra máu nóng, phun đầy mặt Linh Trí. Anh hùng lâm nguy, Thạch Cương nhìn lên phía chân trời, nghĩ đến giao tình của Tần Bá Tiên và mình, đầy mặt huyết lệ, đã là quyết ý tự sát, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, máu tươi phun ra, khí thế ngược lại dài ra, nội lực kia như thể sét đánh, thẳng chiều đối phương đánh tới. Dù cho Linh Trí tu vi đã đến mức hóa cảnh, giờ phút này trên mặt dính máu tươi, thân mình run rẩy không ngừng, không còn nói được nữa. Thạch Cương là người cứng rắn, tình cảnh bất lợi có thể kích phát ý chí chiến đấu của ông. Linh Trí vài lần chiêu hàng, đối với ông là từng đó lần khinh miệt, càng kích phát ông quyết chí không bằng chết. Sau khi Thạch Cương vứt bỏ vinh nhục sinh tử, giống như một mãnh thú bị thương vùng đen cắn, nội lực phát huy đến càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Mưa to tầm tã, người xem chỉ có thể cảm nhận được những luồng không khí xung quanh đang dần chuyển động, hướng về Linh Trí và Thạch Cương. Mưa lớn theo luồng không khí này biến thành một vòng xoáy, giống như kỳ quan. Đột nhiên chân trời một tiếng vang lớn, tia chớp chạy như bay, chiếu rọi đến khắp nơi một mảnh sáng ngời. Thạch Cương quái giống một tiếng, ầm ĩ kêu lên, Bá Tiên công. Hai mắt trắng dã, cố gắng thi triển kỹ năng cơ thể của mình. Thanh Y Tú Sĩ và Lục Cô Chiêm nhìn nhau thở dài, đều biết rằng thời điểm sinh tử đã đến. Khi Tần Trọng Hải nghe ông gọi tên phụ thân mình, hai đời lão thần điểm điểm lòng son, khiến hắn lệ nóng doanh tròng, không thể kiềm chế được bản thân. Linh Trí lắc đầu, đối phương nảy lòng muốn đồng quy vu tận, đẩy chính mình vào chỗ chết. Trong cục diện này, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Hắn hít sâu một ngụm cương khí, song trường phát công, vận khởi nội lực tu luyện mười mấy năm, muốn đẩy lùi nội lực của Thạch Cương. Người nộ thương đều nhắm mắt lại không dám nhìn. Tần Trọng Hải hét lên, dừng tay. Hắn sợ Thạch Cương chết trận, liền muốn vào bàn giải cứu. Dù cho bị tăng chúng Thiếu Lâm chỉ mắng gian lận, cũng không còn biện pháp nào khác. Một tiếng ầm ầm vang lên, tia chớp lóe lên, mưa to rơi xuống, nhưng Tần Trọng Hải đã muộn một bước, thấy nội lực của Linh Trí phát động, đã đẩy lùi được nội lực của Thạch Cương. Thạch Cương trước mắt tối sầm, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, lúc sắp chết chỉ gầm to ầm ĩ, thanh âm kia trầm thấp bi thương, cô thần huyết lệ loang lổ, như đang khóc thương sự bất công mà ông đã phải gánh chịu trong cuộc đời, khiến mọi người phải xót xa. Tần Trọng Hải quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ra, đột nhiên một bóng đen bay vào giữa sân. Xem thân pháp của người này cũng không nhanh lắm, nhưng dựa vào thời cơ đắn đo cực chuẩn, nên trùng hợp cản trở được giữa hai cao thủ. Người nọ tay phải ngăn trở Linh Trí, tay trái giá trụ Thạch Cương, triệt tiêu lực đạo của hai người, lôi quang hiện lên, khuôn mặt người nọ đập vào mắt, giữa sân nhất thời tiếng hoan hô sấm dậy. Tần Trọng Hải cuống quýt đứng lên, đại hỉ nói, sư phụ. Là ai mà có khả năng thông thiên như vậy? Có thể ở trong phút chốc xoay chuyển càn khôn. Người tới không phải ai khác, đúng là Cửu Châu Kiếm Vương Phương Tử Kính tới rồi. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.